Rồi, trong đề người ta yêu cầu là mình sử dụng địa chỉ mạng 202.1.2.0 xịt 24. 24 này là cái gì các bạn? 24 là gì nào? IP này thuộc lớp lớp gì? Lớp gì? Ây chà, mới có hai bữa trả cho thầy rồi. Lớp C. 24 là gì? 24 là gì? Trả nhanh quá nha. 24 là số bit ở phần net, hay người ta còn gọi là độ dài subnet mask, tức là trong subnet mask của mình có 24 bit một. Lớp C thì subnet mask là bằng bao nhiêu ta? Mấy cái? 255, ba cái. Ok, nhớ giùm cho thầy ha. Có nhiều thông tin liên quan đến địa chỉ IP. À, và chúng ta học cái này nó gần như là một IT quản trị mạng, cho nên các bạn chịu khó một tí xíu, chịu khó. Có thể sau này các bạn dùng IP để chia đồ thì có thể mình không có ngồi mình chia từng từng IP một, từng cụm một, nhưng mà bạn cũng hiểu được vấn đề tại sao nó ra con số đó thì mình sẽ dễ quản trị hơn. Trong hệ thống người ta yêu cầu là 22, 28, 40, 6, 2, 10. Thì trong này nó có nhiều cụm giống nhau. Nhiều cụm giống nhau. Tại vì sao thầy nói là nhiều cụm giống nhau? Tại vì số hot này nè. Ví dụ cái mặc định thì mình còn mấy bit cho phần hot các bạn? Địa chỉ IP của mình đây là bao nhiêu bit? 4 octa là mấy bit? Mỗi octa là mấy bit? Mỗi octa là mấy bit? Mỗi cục này nè, ví dụ như 202, 1, 202 là mấy bit? 8 bit. Rồi, ok. Vậy 4 octa là mấy bit? 32 trừ cho 24 rồi là còn mấy? Còn 8. Ừ đúng rồi, trừ giỏi đó. 32 trừ 24 còn 8, trừ giùm cho thầy cái. Rồi 8 bit thì mình có tối đa là bao nhiêu hot? 8 bit có tối đa là bao nhiêu hot ở đây? 2 mũ 8 trừ 2, 2 mũ 8 là mấy? À, 256 trừ 2. Ừ giỏi, 254. Như vậy thì đối với địa chỉ mặc định 202.1.2.0 xịt 24 thì đây là địa chỉ mạng. Bạn không thể dùng địa chỉ này để đặt IP cho bất kỳ máy nào cả nha. Nó sẽ báo lỗi đây là địa chỉ mạng. Và địa chỉ mà chúng ta sử dụng là 202.1.2.1 là địa chỉ đầu tiên. .254 là địa chỉ cuối cùng trong cái dãy mạng này. Thì 254 máy đó sẽ thấy nhau. Ôn tập lại kiến thức cũ kịp chỗ này không? Chú ý đã. Hello. Kịp không? Như vậy mình có tổng cộng là 254 máy trong cùng địa chỉ mạng này sẽ thấy nhau. Thì với điều kiện là mình sẽ cắm chung switch, rồi có điều kiện là phải bấm dây vân 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 vân, hoặc là thiết lập wifi gì đó. Nhưng nói chung là khi mà nó có kết nối thì IP của nó mặc định là thấy nhau. Bây giờ người ta muốn chia địa chỉ này thành nhiều cái mạng nhỏ hơn để giảm gói tin broadcast đi.
trong đề người ta nói là 22, 28, 40, 62. Thì trong cái bài này nó có nhiều cụm nằm chung số hot. Cho nên cái đề của thầy sửa lại một tí. Nó có 70, 45, 30. Đây là lúc đầu là cái đề người ta cho nó số lượng hot mà người ta cần nè. Có cái tăng, có cái giảm, có cái cao, có cái thấp. Và người ta yêu cầu vậy. Nhưng khi mà bạn chia thì bạn nên sắp lớn trước, lớn chia trước, nhỏ chia sau. Ủa của ai vậy? Và chỗ này 70 là người ta cần 70 hot cho cái hệ thống. Nhưng khi mà chúng ta chia đôi khi là nhiều hơn 70. Tại vì con số của chúng ta tính là 2 mũ N trừ 2 lớn hơn bằng cái số cần là được. Cho nên chỗ này nếu mà chúng ta dùng 6 bit thì nó chỉ mới có 62 mà người ta cần đến 70. Cho nên mình phải dùng 7 bit. 7 bit là 126 tối đa. Mình dùng 70 ok. 70 cho đến 126. Muốn dùng nhiều dùng. Vậy thì cái 7 này có ý nghĩa gì? Con số 7 này. Mạng của chúng ta là 202.1.2. Ba con số này thầy giữ cố định. Thầy không có chuyển nó thành nhị phân. Bởi vì chúng ta không cần phân tích ba con số này. Cho nên thầy vẫn giữ nguyên ba con số này ở dạng thập phân. Con số cuối cùng là 0. Thầy sẽ phân tích ra dạng nhị phân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bit 0. Ở dạng nhị phân. Được không? 8 bit 0 ở dạng nhị phân. Quan tâm đến cái octet cuối cùng. Còn những cái octet đầu tiên thì mình không có chia. Cho nên mình giữ nguyên. Và cái cuối cùng chỗ này thầy sẽ sử dụng cái lệnh là bin to death. Bin là mình chia nhị phân nè. Sang death là thập phân. Decimal là địa chỉ 0. Cái này là cũ đúng không? Đây là địa chỉ gốc của nó nè. Và chúng ta sẽ sử dụng chỗ này. Các bạn sẽ chú ý là mình có tổng cộng là 8 bit. Vậy chỗ này mình sẽ dùng bit để chia mạng con. Bit để chia mạng con là mấy bit? Mình sẽ bằng 8 trừ cho. Như vậy tổng cộng là 8 bit. Và mình xài hết 7 bit để lấy đủ 126 hot. Thì chỉ còn 1 bit để chia mạng con thôi. Như vậy chỗ này, cái bit này chúng ta chia mạng con. Chúng ta bọc nó lên màu đỏ để dễ thấy. Đây. Và địa chỉ này chúng ta gọi là địa chỉ mạng. Trong đề người ta cũng nói đến nè, Network Address. Đây là Network Address. Địa chỉ này chúng ta không dùng để đặt IP được nhé. Đặt nó sẽ báo lỗi tí nữa. Bạn mở cái Bitkey Tracer lên. Bạn đặt cái IP này giúp thầy. Nó sẽ báo lỗi ngay. Nó không cho. Và địa chỉ mạng nè. Địa chỉ mạng. Vậy đây là địa chỉ mạng. Thì địa chỉ IP đầu tiên. Đây là địa chỉ IP đầu tiên. Địa chỉ IP cuối cùng của dãy mạng này là tất cả các bit ở phía sau là 1. Là mình có 7 bit. Thì trong đó có 6 bit 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 và bit này là 0. Đây là địa chỉ IP cuối cùng. Và đây là địa chỉ quảng bá. Tất cả các bit ở phần hot
đều bằng 1. Cái này là hot mới nha. Hot cũ là đây. Hot cũ của các bạn là 8 bit không. Còn đây là hot mới của mình là chỉ có 7 bit thôi, còn cái bit đầu tiên là bit mượn để chia màn con rồi. Cho nên cái bit màu đỏ này nè, bây giờ nó ghép qua cái phần bên trước để nó trở thành net. Nó không cần hot nữa, nó không còn là hot nữa. Và địa chỉ này là địa chỉ gì? Hot address. Cái này là hot address, là địa chỉ bắt đầu. Hot address, địa chỉ kết thúc. Và cái địa chỉ này gọi là địa chỉ quảng bá. Đây là địa chỉ quảng bá. Vậy thì ứng với cái địa chỉ này của chúng ta, nó sẽ là xuyệt mấy? Phía trước này là xuyệt 24 rồi nè. Thêm bit nữa là xuyệt 25. Xuyệt 25. Vậy thì subnet mask là bao nhiêu? Subnet mask mới là bao nhiêu? Mình sẽ tính cái subnet mask mới. Vậy subnet mask mới mặc định là chỗ này là 255, 255, 255. Mặc định ha. Mặc định. Chỗ này là không hết. Đây là subnet mask. Cái này là subnet mask mới của mình nè. Nó sẽ là bao nhiêu? Bình thường nè. Đây là bình thường nè. Đó. Đây là subnet mask của cái thằng này là xuyệt 24. Còn mình xuyệt 25 có nghĩa là gì? Là cái bit này nó sẽ lên 1. Bên này 24 bit cộng với 1 bit mượn là thành 25. Và đây là subnet mask mới. Khi bạn đặt IP 202.1.2.1 xuyệt 25, tức là 255, 255, 255, 128. Đây là một mạng con mới. Chỉ những địa chỉ từ đây, .2.1 cho đến .2.126 thì nhìn thấy nhau. Còn địa chỉ là 128, 129 thì nó sẽ không nhìn thấy được cái này. Bởi vì mình chia ra thành mạng nhỏ rồi. Nó không còn là cái mạng lớn này nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ chia mạng cho 45. Thì mình thử. Mình lấy 5 được không? 5 mới ra 30 à. Cho nên mình phải mượn 6 bit. 6 nó ra 62. Người ta cần 45. Thì tối đa là 62 là được. 45 là ok rồi. 45, 46, 47, 48 gì đó tùy. Nhưng mà tối đa là 62. Như vậy cái mạng của cái phòng này có nhu cầu là 45 thì mình chia 62. Tại vì mình không thể chia nhỏ hơn được. Nếu như mình chia nhỏ, mình mượn 5 bit đi, mình dùng 5 bit làm hot, thì cái mạng mà chúng ta đang cấp cho người ta chỉ tối đa là 30, trong khi người ta cần 45, không đủ. Cho nên mình phải dùng 6 bit. Như vậy 6 bit thì mình sẽ có 2 bit chuyển qua phần net. Rồi, bây giờ mình sẽ copy cái này xuống. 2 bit. 2 bit chuyển qua phần net. Được không? IP của mình .1.2.0 trùng. Không được. Mình phải thay đổi cái phần này. Nếu mà chỗ này số 1, 64 nằm trong cái đoạn này, không được. Mình sẽ đổi chỗ này thành 10128. Cái địa chỉ subnet mask 128 này và 128 này không liên quan nhé. Đây, thầy bỏ cái này ra đi để cho các bạn dễ thấy. Tại vì các bạn cứ nhìn thấy 128, 128 là nó bị rối á.
Tí nữa mình sẽ nói đến cái xúc nét mắt này sau đi. Đây, cái này là 128 nè. 127 là địa chỉ mạng của mạng 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 phía trên. Và 128 là địa chỉ của mạng con tiếp theo. Và chúng ta đang dùng 2 bit. Đây, 2 bit. Chúng ta đang dùng 2 bit để chia mạng con. Và tương tự như vậy, đây là địa chỉ mạng. Chỗ này là xiệt mấy ta? 2 26 xiệt 26. Và chúng ta sẽ có địa chỉ đầu tiên. Địa chỉ đầu tiên là đây là phần host mới nè. Và mình bật cái bit cuối cùng lên thành 1. Đây là địa chỉ IP đầu tiên của mạng này. Địa chỉ cuối cùng là chúng ta có mấy bit? 1, 2, 3, 4, 5, 0. Đây là địa chỉ cuối cùng, IP cuối cùng của mạng này. Và đây là địa chỉ quảng bá. Bất kỳ một mạng nào, nó cũng có địa chỉ mạng, địa chỉ đầu tiên, địa chỉ cuối cùng và địa chỉ quảng bá. Và tương tự như vậy, đây là địa chỉ quảng bá của mạng này. Địa chỉ quảng bá là địa chỉ mạng mà có tất cả các bit ở phần host là 1 thì gọi là địa chỉ quảng bá. Và mình có cái mạng con này là bao nhiêu bit đây? À, bao nhiêu host đây? 62 host. Từ .2.129 cho đến .2.190. Lấy 190 trừ 129 đi. Bằng 190 trừ 129. 61 cộng 1 là ra 62 hot. Bởi vì 129 nó cũng dùng, 190 nó cũng dùng. Cho nên mình có tổng cộng 62 hot. Tiếp tục, mình có mạng 30. 30 hot. 30 hot thì mình dùng 5 bit cho hot là đủ. Vậy thì còn 3 bit cho phần net. Tương tự như vậy. Tương tự như vậy. Chúng ta sẽ có một cái mạng con tiếp theo 3 bit. Ví dụ như chỗ này mình đã có ở đây ha. Bit này mình chuyển thành đỏ luôn. Nếu là 3 bit thì chỗ này 128, 128 nó trùng ở đây. Mình tăng lên 1, chỗ này nó cũng trùng. Chắc chắn luôn. Nó nằm có 160 à. À, cho nên chỗ này mình sẽ là 110, 192, 191, 192. Tương tự. Địa chỉ này là địa chỉ mạng tăng cái bit cuối cùng lên. Thì nó là địa chỉ mạng đầu tiên. Địa chỉ IP đầu tiên. Địa chỉ IP cuối cùng nó có 3 rồi. 4, 5, 6, 7, 8. Đây là địa chỉ mạng cuối cùng. Và chúng ta có địa chỉ quảng bá của cái mạng này là mạng 30 hot. Mình có cái mạng này là 70, tức là 126. Mình xếp nè. Cái này là 62 nè. Cái này là 30 nè. Bây giờ mình cần 14. Đây 14. Hoặc là bao nhiêu cũng được. Nhưng mà nhỏ hơn 14 là ok. Thì mình sẽ dùng 4 bit ở phần phần hot. Thì tương tự như vậy. Tương tự như vậy. Mình dùng 4 bit. Thì mình đổi chỗ này thành 10 luôn cho nó nhanh. 1, 2, 3, 4. 4 bit ở phần hot. Đây. Chỗ này là 2, 2, 3. Chỗ này là 2, 2, 4. Và đây là địa chỉ mạng đầu tiên. Đây là địa chỉ mạng cuối cùng. Địa chỉ mạng cuối cùng thì có 3 bit 1. 1, 2, 3, 4, 0. Và đây là địa chỉ quảng bá. Tất cả các bit ở phần hot đều bằng 1. Và cái này
chúng ta đang chuẩn bị cho cái mạng con có 14 hốt. Tương tự như vậy, ở chỗ này mình xiệt mấy ta? 24 cộng 3 27. Chỗ này xiệt 2, xiệt 28. Và mình có cái cuối cùng, mình dùng 3 bit cho phần hot, bởi vì mình cần có 6 mạng con, 6 hot à, 3 bit thì còn lại 5. Mình copy chỗ này xuống 3 bit thôi, 3 bit. Như vậy chỗ này sẽ là 103 bit. Và chỗ này là 000 39 thấy 40. Chỗ này mình sẽ là xiệt 29, xiệt 29. Và mạng đầu tiên, địa chỉ mạng đầu tiên, chỗ này là số 1. Địa chỉ mạng cuối cùng 110. Chỗ này mình cho màu đen cho nó dễ thấy. 110. Đây là địa chỉ mạng cuối cùng. Và địa chỉ quảng bá 147. Vẫn còn dư IP. Mình chia xong vẫn còn dư. Bởi vì tổng của mình đang xài là có 165. Mà IP của cái địa chỉ mạng này nó có thể cho là 254 IP. Mà mình xài có 165 mà. Nhưng mà nó trừ 1 nè. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái IP. Trước đây là IP. Thì bây giờ không xài được. Đó, nó trừ mấy cái này ra. Rồi, bây giờ mình quay trở lại. Mình coi cái subnet mask của nó là nhiêu ha. Đây là mạng con mình đã biết rồi nè. Mạng con. Vậy subnet mask ở chỗ này. Mình quay trở lại. 255, 255, 255. Chỗ này là 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó. Đây là subnet mask. Subnet mask. Và tương tự như vậy, subnet mask chỗ này mình có 2 bit 192. Subnet mask ở dưới này rồi, chỗ này mình dùng 3 bit thì bật lên. Chỗ này mình dùng 4 bit. Chỗ này mình dùng 5 bit. Rồi. Như vậy đây là xiệt 29 nè. Mình sẽ dùng IP này để mình test lại trên Bitcoin Tracer của mình. Xem thử nó làm sao. Ha, mình kiểm tra trên cái ứng dụng với Tracer của mình để mà mình kiểm chứng được cái IP của nó. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng một cái PC, hai cái PC. Chúng ta sử dụng một cái switch thông thường của chúng ta, switch thôi. Ví dụ như là chúng ta dùng 2950. Mình sẽ test. Rồi, mình sẽ đặt IP cho cái máy đầu tiên. IP của mình sử dụng là trong cái mạng con đầu tiên. 202.1.2.1. Mình để 0 trước đi ha. Và mình xiệt 25. Như vậy mình sẽ đặt IP cho nó. Config IP. Mình sẽ để là IP tỉnh. 202.1.2.0. Báo gì đây?
lỗi ha. Cái IP này không đúng, bởi vì subnet mask mình phải cho enter trước thì nó mới cho IP. Tại vì nếu mặc định thì cái đó không phải là IP. Rồi ok. Như vậy mình để quay lại 202.1.2.1 thì nó chấp nhận. Đây là địa chỉ seek 24. Còn mình seek 25. Seek 25 là chỗ này mấy ta? 128. Như vậy thì cái IP chỗ này mình sửa lại. 128. Đó là IP cho máy đầu tiên. Được không? Tương tự mình sẽ sửa lại cái IP này. 202.1.2.2 đi. Anh đúng. Vậy rồi. IP mà. Vậy 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 vậy. Mình phải đưa xuống đây chứ. 202.1.2.2. Và chỗ này mình cũng để là 128. Nối dây vô. Rồi. Mình sẽ pin nhé. Đây. Mình sẽ pin 202.1.2.2. Thấy. Bây giờ nè, mình đổi cái IP này đi. Ví dụ lúc nãy màn của mình mặc định là .1 và .200 là cùng một màn đúng không? Bây giờ 200. Bên này chứ. Bên 200. Không thấy. Nếu như mình đổi lại mặc định đi. Đổi lại mặc định nè. Chỗ này .0. Chỗ này .0. 200 ha. Thấy. Đây là địa chỉ mặc định seek 24 thì nó cùng mạng. Nhưng mà mình seek 25 thì .2 và .200 không cùng một mạng. Đúng rồi. Chỉ cần sửa subnet mask thôi là nó đã biến thành mạng con khác rồi. Hiểu được ý nghĩa của subnet mask chưa? Rồi, như vậy là mình đã test được mạng con đầu tiên và mình đặt lại cho đúng cái mạng con đầu tiên mà mình cần. Chỗ này là 128. Chỗ này là chấm bao nhiêu đó thì cũng được, nhưng mà miễn rằng nó nằm trong khoảng là từ 1 cho đến 126 là được. Nếu qua 127 là không được ha. Rồi 126 thôi. Như vậy chỗ này mình có thể là .2, 128. Như vậy mình đã có được địa chỉ của cái dãy đầu tiên. Tiếp theo, tương tự, mình sẽ có là .2, 128 được không? 128 đây là network rồi. Địa chỉ mạng. Nếu như bình thường 128 được, nếu như seek 24, còn mình seek 26. Không được. Đây, mình thử ha. Bây giờ cái máy này mình sẽ đặt IP cho nó. 202.1.2.128 tab cho. Đây là mặc định seek 24. Seek 24 thì ok, đây là IP. Nhưng mình đang chia mạng con
màn của mình là xuyệt 26, tức là 255 255 255 192 192. Mình đổi cái subnet mask chỗ này thành 192. Chỗ này mình đổi thành 192. Bấm lên trên cái. Địa chỉ này tương ứng với subnet mask này thì không thể dùng để đặt làm IP. Bởi vì nó là địa chỉ gì đây? Nó biến thành địa chỉ mạng rồi, không còn IP nữa. Bởi vì tương ứng với cái subnet mask này nè thì nó là địa chỉ mạng. Đó. Cho nên chỗ này nếu như bạn muốn đặt thì bạn sẽ đặt là 129 thì ok. Và subnet mask của mình chỗ này là 192, chấp nhận. IP này chấp nhận. Tại vì mình tính ra đây rồi nè. Mình có tính rồi nè. Địa chỉ đầu tiên là 129 rồi địa chỉ cuối cùng là 190. Nếu mình đặt 191 cũng không được. Nhỏ hơn 190 thì được. Như vậy đối với lại cái máy thứ hai. Máy thứ hai là máy này. Mình sẽ đặt IP cho nó là 202.1.2.190 là tối đa. Như vậy nó chỉ có thể nhỏ hơn 190 thôi. Mình đang muốn đặt cùng mạng với lại cái máy trên mà. Đây nè. Mình muốn đặt cùng mạng với cái máy này. Thì nó chỉ chạy từ 129 cho đến 190 thôi. Là tối đa. Như vậy chỗ này mình sẽ đặt là 190. 202.1.2.190 và cái chỗ này là 192 subnet mask của chúng ta. Chúng ta nối hai cái máy này lại và pin thử xem. Rồi từ máy này chúng ta sẽ pin 202.1.2.190 thấy. Nhưng nếu chúng ta pin qua .2.1 tức là máy PC không, không thấy. Bởi vì bây giờ nó hai mạng riêng rồi. Hai mạng này không liên quan gì với nhau cả. Mặc dù là mình cùng nối trong một switch á, nên là mình cùng nối trong một switch. Nhưng mà PC0, PC1 là cùng mạng con. PC2, PC3 cùng mạng con. Như vậy các bạn thấy là từ một cái địa chỉ lớn mình chia nhỏ ra thì người ta gọi là subnet là chia nhỏ. Tại sao chia nhỏ ta? Tại vì cái chỗ này nè, khi mà mình đặt cái IP là xuyệt 24 thì nó có tối đa là 254 địa chỉ. Cho nên là một máy nó sẽ có bao nhiêu anh em? Một IP 253 anh em. Tức là 253 địa chỉ còn lại của cùng cái mạng này. Thì lúc mà chúng ta mở máy lên á, các bạn thấy cái cạc màng ở dưới này bắt đầu nó nhấp nháy, tức là nó đang đi tìm anh em của nó. Nó sẽ gửi ra 253 cái gói tin và người ta gọi cái gói tin đó là gói tin broadcast. 253 máy, 253 gói tin. Đó, thì nếu như mà máy hệ thống của mình xài tối đa chỉ có 50 máy thôi, 50 máy mà chúng ta để địa chỉ IP lớn thì lúc mà nó gửi gói tin nhiều quá thì nó sẽ bị nghẽn mạng cục bộ ngay cái lúc đó, không cần thiết. Hoặc là mình sẽ quy hoạch cái sử dụng IP
để những cái hệ thống mạng, ví dụ như là phòng nhân sự, phòng kinh doanh, phòng kế toán, phòng bảo vệ không nhìn thấy nhau, mặc dù là mình cùng nói chung trong một một ship, nhưng mà mỗi cụm nó là một mạng riêng độc lập. Thì chúng ta dùng chia cái mạng lớn ra thành nhiều mạng nhỏ, đó là lý do mà chúng ta subnet chia mạng ra để dễ quản trị. Và cách chia thì chúng ta sẽ có một cái công thức 2 mũ n trừ 2 lớn hơn bằng cái mà chúng ta cần là được. Ví dụ như chỗ này chúng ta cần 70 thì mình phải dùng ít nhất là 7 bit thì mới chia được cái mạng con có số hop tối đa là 126 thì nó chứa được 70 70 hop. Tương tự như vậy, 45 thì chúng ta phải cần 6 bit để nó chứa tối đa là 62. Trong đề của chúng ta, ví dụ như 22 và 28 là hai mạng con này làm sao? Bằng nhau. Cùng cái độ dài subnet mask. Đó. Thì các bạn sẽ xem và các bạn chia cũng sắp xếp từ lớn đến nhỏ. Và chúng ta sẽ chia cái mạng của chúng ta ra. Và dựa trên cái cách chia này để các bạn làm cái bài lab 4. Lab 4. Cách mà chúng ta test trên Packet Tracer thì các bạn chia cái này là một cụm, cái này là một cụm. Nếu như mà bạn có 4 5 cụm thì bạn chia cái máy của mình ra. Đó, thành 1 2 3 4 5 cụm ở đây. Đó là cái phần mà chia